Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Lên Let's Learn. Chúng ta tiếp tục với các video của phần luyện tập chung. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập 3 của trang 17 rồi các bạn. Đây, trang 17 của chúng ta đây. Bài tập 13, trang bài tập 3, trang 17 cũng nằm trong phần luyện tập chung của chương 1 của chúng ta các bạn nha. Chương 1 liên quan đến phần số đó. Rồi, cái phần số. Và bài tập số 3 này cũng chúng ta biến đổi cái độ dài. Nhưng theo mẫu này, cái mẫu người ta làm chúng ta là biến đổi thành đơn vị mét này. Thì những cái dạng này chúng ta đã làm nhiều rồi đúng không? Chúng ta làm nhiều trong các phần trước rồi. Thì bây giờ chúng ta xem người ta biến đổi theo mẫu rồi chúng ta biết ngay. 2m và 15cm. 2m 15cm bằng 2m cộng cho 15% m, đúng không? Chúng ta biết là 1cm bằng 100 1m bằng 100cm. Thì 15cm có phải là bằng 15/100m không? Cái chỗ này á, thì nếu các bạn không biết vì sao nó ra được con số này á, thì các bạn xem lại các cái video trước của phần các cái phần luyện tập chung á, thầy có làm rất kỹ cho các bạn thì các bạn hiểu ngay liền nha. Đó, cho vậy là học toán là chúng ta phải học từ đầu đến cuối là như vậy. Và trong kênh của thầy, thầy sắp xếp từ đầu bài, từ bài đầu đến bài cuối cho các bạn thì các bạn sẽ dễ nhớ nha. Các bạn sẽ làm từng tự từ đầu đến cuối là các bạn ok liền. Rồi, 15/100, 2m 15% là có nghĩa là 2 15% m. Đó, đó là cách để chúng ta biến đổi tất cả các đơn vị này sang đơn vị mét hết. Rồi, câu thứ hai, 1m và 75cm. 1m và 75cm thì rất là dễ các bạn. Các bạn nhìn này nha. 1m đây và 75cm có phải là bằng 1m cộng cho 75/100m không? Đúng không? 75cm bằng 75% thì bằng 1 và 75% m. Ok chưa? Đó, vậy thôi, chúng ta đổi sang đơn vị này nó rất là dễ, cho nên bởi vì các bài trước chúng ta đã làm quen rồi thì sang bài này chúng ta làm rất là nhanh. Tương tự, 5m và 36cm. Đây, 5m và 36cm có phải là bằng 5m cộng cho 36/100m, đúng không? Là bằng 5 36/100m. Đó đó là kết quả của chúng ta của cái câu số 3 này. Câu số 4, 8m và 8cm. Đây, 8m và 8cm. Đây các bạn nhìn đây nha. 8m và 8cm. Đây để thầy biến đổi. Biến đổi trên này cho các bạn dễ nhìn này. Các bạn nhớ nha, những cái chỗ mà thầy gạch rồi các bạn không quan tâm nữa nha. Đây, 8m và 8cm. Có phải là bằng 8m cộng cho 8/100m, đúng không? Là bằng 8/100m. Quá dễ. Đó, các bạn cứ đơn vị cm là mình ta đổi sang ra mét thôi. Rồi, như vậy là cái câu số 4, câu số 4 này trong bài tập 3, câu 3 đó, cái chỗ 4 này, cái phần số 4 này chúng ta cũng đã làm xong rồi. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bài tập số 3 là đổi sang đơn vị, đổi dài cho nên là nó nằm trong một video thôi. Nó độc lập, nó không có giống các video trước cho nên là chúng ta làm trong một video. Và chúng ta còn một bài tập cuối cùng nữa trong cái nội dung luyện tập chung là bài tập số 4. Bài tập số 4 là một bài tập rất là khó cho nên thầy sẽ quay trong một video riêng cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở các video tiếp theo để chúng ta làm các bài tập tiếp theo của toán lớp 5 của chúng ta các bạn nha. Chào các bạn.